Không phải tại anh, cũng không phải tại em. Ngờ năm con lên 15, chán ăn học đắm đầu vào lao lý. Còn chán ba má con đi bụi đời, nhập băng con đây ăn chơi số má. Cây sắt gây nên bao nhiêu hận thù, đau bố đã mua chiếc quay hẹn. Ngày không đẹp trời cho lắm, cả Phạm Thiên quyết định sẽ chơi lớn đến một căn biệt thự bỏ hoang từ rất lâu trên núi kể chuyện ma. Cả ca cu cho, Mochi và ta keo mì đều có việc bận nên không thể đến được. Có năm đứa trẻ chạy lạc vào trong rừng, trời bỗng đổ mưa nên cả năm đứa trẻ đã chạy thật nhanh vào một ngôi nhà bị bỏ hoang trên núi trú tạm qua đêm. Trong một căn phòng khá cũ, bọn trẻ ngồi xung quanh cây nến rồi kể chuyện ma. Sau đó hai trong năm đứa trẻ đã mất tích sau khi ngọn đèn nến bị gió thổi tắt. Và tất nhiên ba đứa trẻ còn lại rất hoảng sợ. Chúng nó mặc kệ nhau và chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà do quá sợ hãi. Nhưng vài ngày sau thì cả năm đứa trẻ đều bị mất tích. Cảnh sát đã truy tìm gần một tuần nhưng vẫn tung tích của bọn trẻ. Chỉ thấy trong căn nhà hoang đó có một cây nến đặt giữa nhà và nó vẫn đang cháy. Sao tao thấy tình huống của năm đứa trẻ mà mày vừa kể giống tình hình bây giờ của năm đứa chúng ta quá vậy Rang? Nhưng ngọn nến trong câu chuyện tao kể trong thời điểm này phải chợt tắt thì nó mới giống chứ đúng không? Ừ ha, mày nói chí phải.
Cờ lờ mờ đứa nào thổi nến đấy. Có ai điên đâu mà thổi làm gì. Mày cũng thấy rồi đó không phải sao? Đừng quá hoảng sợ như vậy. Chắc là chỉ do một cơn gió nhẹ thổi vào khiến lửa bị tắt thôi. Sao thằng này nó bình tĩnh quá vậy ta? Cây nến bị tắt rồi. Cái này không phải chỉ là do trùng hợp thôi đúng chứ? Mày lo lắng quá rồi. Nếu giống như câu chuyện tao vừa kể thì sau khi ngọn nến tắt thì phải có hai đứa trong năm đứa mình biến mất chứ đúng không? Mày nhìn xem có ai bị biến mất đâu. Ừ ha, chắc do tao lo lắng quá rồi. Mày đi đâu đấy Rang? Tao đi vệ sinh một lát rồi tao về ngay. Bộ mày đi không cần cầm nến để soi hả? Trời tối vậy sao mày thấy đường được mà đi? Không cần đâu, trăng hôm nay cũng khá sáng mà, tao đi tay không được rồi. Này Vinh đâu, bộ mày tính để cho anh mày đi một mình lại còn không mang theo nến soi sáng trong căn biệt thự bỏ hoang không biết gì về các ngõ ngách trong nhà à? Liệu có ổn không đấy? Anh tao đã quyết định như nào thì không thể bắt anh ấy làm theo ý bọn mình được đâu. Chắc anh ấy cũng phải suy nghĩ kỹ mới hành động vậy, có lẽ anh ấy làm vậy vì một lý do nào đó thôi. Chịu thật, nhỡ xảy ra chuyện gì thì không ai rảnh để mà đi tìm tên đó đâu đấy. Này Vinh đâu? Tao thấy Rang đi lâu quá rồi đấy. Tao nghĩ là tao nên đi tìm anh tao thôi. Bọn mày ở đây nha. Không được. Nếu giờ mày đi nhỡ mày cũng mất tích như nó luôn rồi sao? Để bọn tao đi chung cùng mày cho chắc ăn. Ồ vậy cũng được. Rốt cuộc là anh đã đi đâu vậy chứ? Đèn sáng phía trên màn hình, 2 giờ đêm vẫn còn lung linh. Quen chưa khuya như là bạn mình, nghe tiếng nhạc còn đậm rung rinh. Người hương thân quen.